đi ra ngoài hay là bất cứ một người nào mà nói nó là con riêng của ba con nữa, hiểu không? Mà dặn nó luôn, cấm tuyệt đối, không được đi lên báo khoe khoang cái kiểu này nữa, nghe chưa? Mẹ không có đồng ý cái kiểu này đâu. Trời đất ơi, danh dự của gia đình mình, danh dự của mẹ, danh dự luôn cả bộ mặt của tụi con đó, hiểu chưa? Dạ. Đó, hay ho gì mà đi khoe. Ủa, con thấy nó bình thường mà mẹ, đâu có gì đâu, thì có con riêng thì gia đình hạnh phúc vẫn là được mà mẹ. Con thấy là Phi Lân trả lời phỏng vấn hay lắm mẹ, khen gia đình mình hết lời luôn á. Nè, con không hiểu thì mẹ nói cho biết, ba con đang ở vị trí như thế nào? Phó giám đốc, sắp tới công việc của ba con sẽ rất là phát triển. Mà bây giờ đi nói trên báo như thế này, rồi người ta lợi dụng cái cơ hội này, người ta hạ uy tín ba con thì con nghĩ sao? Hả? Mấy đứa suy nghĩ cạn lắm mà mẹ nói rồi cứ cãi hoài. Dạ. Alo anh hả? Trời ơi, vậy hả anh? Vậy thì em sẽ bỏ thời gian ra em chuẩn bị chu đáo hết. Trời ơi, khách quý mà, mình phải lo cẩn thận chứ anh. Hả? Rồi, em biết rồi, em biết em làm cái gì rồi. Anh yên tâm đi nghe. Ngày mai á, tụi con á phải ở nhà phụ với mẹ để chuẩn bị đó khách quý, nghe chưa? Giám đốc của ba con á hình như á là có cái sự quan tâm rất đặc biệt dành cho ba, cho nên mình á phải chuẩn bị chu đáo hết. Không được, thôi tụi con khỏi đi, tụi con chỉ phụ họ mẹ thôi. Mẹ lo hết cho. Mẹ cần cái gì là tụi con phải có mặt đứng bên cạnh để mà phụ họ, nghe chưa? Bây giờ ngày mai mình phải làm gì ta? Sao mày rối kiểu vậy nè? Mình phải chuẩn bị món gì nè? Mình phải chuẩn bị rượu như thế nào nè? Rồi nhưng mà sắp mẹ, xếp nhà cửa là cái gì? Chiều mai con bận học rồi. Con học xong rồi con phải họp lớp nhiếp ảnh với bạn bè con nữa. Mà chị Lan á, chị Lan thì ngày nào cũng về khuya đúng không? Nên là hai chị em con không phụ đâu nha. Dạ mẹ, con phụ được. Mai con sẽ xin về sớm để phụ mẹ ha. Dạ, mẹ yên tâm đi, hai vợ chồng tụi con phụ mẹ. Mà nói vậy thôi, chứ mẹ là người lo chính, tụi con biết cái gì mà phụ. Tụi con phải bên cạnh, mẹ kêu cái gì là phải có mặt ở đó. Còn bây giờ là ha, là mẹ phải đi siêu thị nè, mẹ mua những cái gì nha. Quan trọng nhất là, nói chung là thay khăn bàn luôn, thay hết tất cả. Dạ mẹ bình tĩnh đi mẹ, để con chở mẹ đi. Rồi, vậy nè. Dạ. Dạ, em chào chị. Em chào chị Thanh. Ủa, em mới đi học về. Con nói là con đi chơi bóng rổ với các bạn mà sao về sớm vậy con? Dạ đúng rồi, hồi nãy con tính đi nhưng mà con nghe chị Thanh nói là nhà mình có khách quan trọng, nên là hả con về đây con về con phụ. Dạ con làm gì chị? Con đâu cần làm gì đâu. Con đi lên nghỉ ngơi đi. Đi nắng nồi gì mệt lắm. Để chút nữa gì bưng một ly nước cam đặc biệt lên cho con uống nghe chưa. Bây giờ con cứ lên lầu đi, con mở máy lạnh, con nghỉ ngơi, con ngủ thoải mái đi. Đừng có xuống đây làm gì hết. Có gì gì gọi con nghe. Dạ đâu có gì đâu, con biết nấu ăn ở nhà. Hồi đó mẹ con còn sống, mẹ con chỉ con á. Ủa mà chị đang làm gì vậy? Chị đang rửa cá. Thôi để em làm cho. Bầu bì vậy làm mất công rồi hả chị, lát gì mệt nữa. Đâu có sao đâu con, trời ơi để đây đi, dì làm phụ hơn Thanh chứ không phải mình Thanh làm đâu. Không sao. Đúng rồi, chị không có mệt đâu. Chị làm được hết á, yên tâm đi, không có mệt. Thôi chị đi nghỉ đi. Em nghe mẹ em nói á là hả phụ nữ mang bầu á, nghe mùi cá này nè là ối mực xanh mực vàng luôn á. Thôi chị nghỉ đi để em làm cho. Có gì ở đây dì làm cho. Ha, mẹ với lại con á làm một nhóm cái là xong hết rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Nhanh lắm. Chị không ói đâu, yên tâm đi. Thôi con lên con nghỉ ngơi đi. Dì nói rồi, cái này dễ mà, không có sao đâu. Dạ. Vậy thôi con lên con thay đồ rồi con xuống liền nha chị. Con cứ ngủ đi nha. Cái thằng này xiên ghê á. Lần xiên thiệt hả mẹ ha? Giỏi vậy. Con nói nghe chưa? Con muốn hại mẹ hay sao vậy? Mẹ đã nói với con rồi là không có cho ai biết cái chuyện thằng Lân với bên ngoài. Bây giờ mời bà giám đốc về đây, tự nhiên biết thằng Lân là con riêng của ba con. Trời ơi, muốn mất mặt ba mẹ bẻ mặt ở đây là sao vậy? Không cho nó biết tin mà con kêu nó về. Dạ, tại vì con không nghĩ tới cái chuyện này á. Con cũng nghĩ em Lân như là người nhà mẹ. Cái gì cũng không nghĩ hết, làm ơn có cái đầu suy nghĩ giùm đi. Dặn bao nhiêu lần rồi? Dạ, xin lỗi mẹ. 1 tỷ lần xin lỗi rồi. Không bao giờ con nghe lời của mẹ hết trơn á. Con có nghe em. Thôi im đi. Bây giờ làm sao đây ta? Sao mà để tống cái thằng này ra khỏi nhà mới được? Chứ để nó trong nhà sao lỡ lộ đó. Dạ gì? Con mới chạy ra chợ mua bó bông nè, về cắm cho có không khí một chút. Trời ơi, con trai mà khéo léo quá vậy nè. Sao chuyện gì cũng biết làm hết vậy con.
Giỏi quá đó nghe. Mà làm việc thì làm chứ cũng phải lo ăn uống đàng hoàng tử tế nghe chưa. À cái ly nước cam gì pha cho con á, con uống hết chưa? À ly nước cam hả? Dạ con đưa chị Thanh uống rồi. Đưa ai? Đưa chị Thanh. Dì pha cho con mà. Đâu con ép lắm chị Thanh mới uống á. Con đang bầu bì nên còn uống vitamin C. Trời ơi, sao mà để cho con Thanh uống làm gì? Dì đã pha cho con rồi mà. Mẹ mẹ. Cái gì vậy con? Sao vậy nè? Mẹ. Ôi mẹ ơi. Sao bị đau bụng vậy con? Vợ con đau bụng á. Chắc là bị sảy thai gì mẹ. Mày nói bậy không mẹ? Không phải, phải. Mày bị con đi khám bác sĩ vậy. Nghe vậy chị đau lắm hả chị? Chị có sao không chị? Đau quá. Đường Thanh đi cấp cứu đi con. Dạ. Nhanh lên. Đi. Mẹ có việc mẹ không vô được. Chết, khoan. Chết rồi. Con để quên cái sổ khám thai trên đường. Dạ. Lên. Đỡ chị ra xe giùm anh nha. Ra xe đi. Có gì á con nhớ á, đi cẩn thận nha con. Dạ. Nè, mẹ lo quá. Có gì á con cứ khai hết với bác sĩ là nhiều khi nó ăn uống á rồi nó bị đau bụng thôi chứ không có chuyện gì đâu, con đừng có nói bậy nghe chưa. Dạ, con biết rồi mà mẹ. Ừ, với lại á con nhớ á là có gì gọi điện cho mẹ nghe không? Dạ. Nhưng mà con thấy là Thanh đâu ăn gì bậy đâu. Con có ở nhà với nó suốt không mà con biết. Mẹ thấy nó ăn bánh kem nè, rồi nó uống nước cam nè, ăn tùm lum tà la vậy không đau bụng sao được con? Ăn bánh kem uống nước cam. Ừ. Thì đâu bị gì đâu ta. Bị xong bị mày đi lấy cái sổ đi đi. Đi lấy sổ rồi con đưa vợ con đi bệnh viện. Có gì con gọi cho mẹ. Nhanh lên nghe chưa con. Trời ơi. Trời ơi sao mà có chuyện này xảy ra ta. Mà con Thanh này cũng kỳ cục nữa. Tại sao lại đi uống nước cam làm chi chứ? Nước cam đó là mình pha cho thằng Lân uống. Một đứa cần đi cấp cứu thì không bị đi, mà lại ngay con Thanh này. Ui chết rồi. Mà con Thanh nó bị như vậy có sao không ta? Đang có thai mà uống thuốc nhuận tràng quá liều như vậy. Rồi mà bất quá nó đi chừng mấy lần nó hết chứ có sao đâu hen. Thôi cầu trời cầu Phật nó không có sao. Thì cái thằng kia nó nghĩ nó phải đi cấp cứu mới đúng nè. Cảm ơn anh chị buổi tối hôm nay nha. Đâu có gì đâu chị. Dạ, con mời cô. Cảm ơn con. Lỗi là của tôi. Tôi lu bu quá cho nên quên dặn mấy đứa nhỏ ở nhà tiếp chị. Anh khách sáo à. Tôi nghe vợ của cháu Tôm bị động thai. Dạ. Mà tôi còn đến đây phiền anh chị nữa. Tôi ái nái quá. Dạ đâu có gì đâu chị. Nấu nướng là nghề của tôi. Nấu một choáng là xong hết đó mà. Cho nên không có phiền gì đâu, chị đừng có ngại. Dạ. Hồi nãy á, mẹ con nấu nhiều món lắm. Nhưng mà biết con ăn chay á, nên là mẹ con dẹp con một bên, nấu món chay khác cho con ăn á. Trời ơi, đúng là làm phiền gia đình luôn á. Thật ra tôi ăn chay á, dĩa rau luộc với nước tương là đủ rồi. Chị không có sao hết trơn á. Tại chị biết không, gia đình tôi á là thi thoảng á cũng phải ăn 1 đến 2 buổi chay trong tháng để cho giữ sức khỏe tốt hơn. Bởi vậy hôm nay mà chị đến đây phải chỉ có mấy đứa nhỏ ở nhà là tôi bảo đảm chị là vui hơn luôn á. Dạ. Anh á, anh có con trai á, dễ thương ghê á. Mà tôi á, tôi lại mến chị. Bởi vì tôi tới đây á là do sự ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với chị là do bài báo á. Ủa, bài báo gì chị? Bài báo nói về bé Phi Lân nè. Con của tôi thực hiện. Nó về nó nói với tôi mới biết đó. Ồ vậy hả? Dạ. Cũng qua cái bài báo đó đó mà tôi rất là muốn đến thăm chị. Dạ. Bởi vì chị là một người phụ nữ yêu thương chồng, biết gì tha. Cho nên tôi muốn đến thăm chị lắm. Thật ra thì ai trong hoàn cảnh như tôi cũng phải chịu như vậy thôi chị. Đối với ai á, còn đối với tôi thì không có sự gì tha đó. Tại vì hồi xưa chồng của tôi cũng có con với lại một người phụ nữ khác. Cho nên tôi không có chấp nhận. Rồi từ đó hai vợ chồng tôi mới ly dị. Nhưng mà vẫn còn yêu thương nhau. Xin lỗi chị nha. Tôi không có biết chuyện này. Mà chắc là chị buồn lắm phải không? Thôi chị, cố gắng bỏ qua đi nha. Sau này con cái của tôi lớn lên, nó thiếu vắng tình cảm của cha. Tôi thấy mình quá ích kỷ.
Phải chị á, tôi có sự gì tha giống như là chị gì đó. Cảm ơn chị. Chị đừng có buồn nữa nghe.